Cựu tiền đạo Sarayot Chay Khambi có bài viết công kích và cho rằng huấn luyện viên Isara Suritaro nên từ chức sau thất bại của U23 Thái Lan tại SEA Games 32. U23 Thái Lan nhận được kỳ vọng từ cả đất nước, nhưng thi đấu không tốt, họ cần xem lại bản thân, huấn luyện viên trưởng của đội cũng nên nghĩ chuyện từ chức. Khi nhìn vào sự chuẩn bị, tôi nghĩ rằng U23 Thái Lan sẽ vô địch. Huấn luyện viên trưởng phải là người chịu trách nhiệm thực sự. Chúng ta có nhiều huấn luyện viên muốn giúp đội tuyển trở nên mạnh hơn, còn nhiều người chứ không phải chỉ mình tôi, tờ Thailand dẫn lời tiền đạo Sarayot Chay Khambi. U22 Thái Lan ẩu đả với U22 Indonesia. Sarayot Chay Khambi từng thi đấu thành công trong màu áo câu lạc bộ Bình Định ở các mùa giải năm 2005-2006. Tiền đạo sinh năm 1981 ghi được 20 bàn sau 29 trận đấu tại V-League. Sau đó, Sarayot quyết định trở về quê nhà khoác áo Port FC trước khi giải nghệ sau mùa giải năm 2017. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Sarayot Chay Khambi có màn trình diễn không đến nỗi nào. Anh có được 31 bàn thắng sau 49 trận đấu. Đặc biệt, Sarayot Chay Khambi ghi đến 8 bàn tại vòng loại World Cup năm 2010. Sarayot Chay Khambi cũng là vua phá lưới SEA Games 22 tại Việt Nam nhiều năm trước. Huấn luyện viên Isara Suritaro vấp phải chỉ trích. Dù vậy, việc Sarayot Chay Khambi đăng đàn chỉ trích huấn luyện viên Isara Suritaro là điều bất ngờ. U22 Thái Lan thi đấu không thành công tại đại hội lần này, nhưng huấn luyện viên Isara Suritaro vẫn làm tốt công việc của mình. Nhà cầm quân này không có trong tay lực lượng mạnh nhất. Nhiều câu lạc bộ tại Thái Lan thẳng thừng từ chối nhà cầu thủ cho đội U22 tham dự SEA Games 32. Vấn đề lớn nhất với nhà cầm quân này là hình ảnh xấu xí của U22 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam. Ông Suritaro không thể kiểm soát tình hình trên sân, không thể can ngăn các trợ lý và cầu thủ lao vào cuộc ẩu đả, khiêu khích không cần thiết với U22 Indonesia. Ngoài ra, hành động ném huy chương và linh vật của Jonathan Khambi càng khiến đội bóng hứng chịu nhiều điều tiếng. Nếu U22 Thái Lan có thể giành chiến thắng, làn sóng chỉ trích sẽ giảm đi đôi chút. Nhưng khi đội bóng xứ chùa vàng thất bại, huấn luyện viên trưởng Isara Suritaro phải chịu trách nhiệm chính và ông khó tránh khỏi kết cục mất việc.